Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang đi chùa nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày lễ Phật Đản cho nên là Phúc Khang đến đền Mẹ Quan Âm Bồ Tát tại quận Phú Nhuận nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở Phú Nhuận có một cái ngôi đền rất là yên tĩnh và trang nghiêm và cũng linh thiêng đó nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang đi thì Phúc Khang sẽ quay Phúc Khang làm một cái video gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì đây là một ngôi đền Quan Thế Âm. Tổ đình Quan Thế Âm nằm trên đường Thích Quảng Đức tại phường 4 quận Phú Nhuận nha cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ Phúc Khang sẽ vào chính điện để quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đền Quan Thế Âm Bồ Tát tại Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận. Thì ngôi đền Mẹ Quan Âm Bồ Tát đây rất là yên tĩnh và cũng như là trang nghiêm. Và cũng rất là linh thiêng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang đền Quan Âm này Phúc Khang cũng thường đến ngôi đền này để cầu an, cầu cho gia đình, người thân, bạn bè, cô chú trong dòng họ cũng như là quý cô bác, quý Phật tử được bình an, sức khỏe dồi dào. Rất là trang nghiêm luôn cô chú anh chị và các bạn. Một cái tượng này Phúc Khang không không nhận ra là tượng luôn, y như một người thật nha cô chú anh chị và các bạn. Tổ đình Quan Thế Âm nằm giữa trung tâm Sài Gòn, quận Phú Nhuận, phường 4 quận Phú Nhuận. Đền thì rất là yên tĩnh nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là trang nghiêm, yên tĩnh. Bây giờ Phúc Khang sẽ lên lầu 1 nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang bây giờ là Phúc Khang lên chính điện ở trên nha cả nhà. Một cái hang cốc Mẹ Quan Thế Âm bên hang đó. Thì năm nào Phúc Khang cũng đến đây lại mẹ. Và có một cái hồ nước rất là trong, rất mát. Thì năm nào Phúc Khang cũng đến đây xin cầu an cho gia đình, con cháu trong gia đình, cũng như quý Phật tử được mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào. Rất là đẹp luôn, rất là yên tĩnh luôn nha cả nhà. Hiện tại thì Phúc Khang đứng ở trên lầu 1, Phúc Khang quay xuống nha cả nhà. Rất là yên tĩnh. Ở dưới này là một hồ cá nha cả nhà. Cá rất là to. Chùa nuôi cá này cũng khá lâu rồi nha cả nhà. Còn đây là chính điện trên lầu 1 nha cả nhà. Điện rất là yên tĩnh. Nói chung là ở đền Mẹ Quan Thế Âm ở đường Thích Quảng Đức đây. Rất là yên tĩnh. Phan sẽ lên bằng trên trên có thờ gửi gì nữa để Phúc Phan lên và quay cho quý vị như bà con cũng như là cô chú anh chị đã xem nha. Rất là yên tĩnh, rất là trang nghiêm. Đây là chính điện nha cả nhà. Rất là trang nghiêm luôn.
Thì quý bà con cũng như anh chị cô bác nào chưa biết đền Mẹ Quan Âm ở ở đây thì quý cô bác cũng như anh chị quý khán giả thì đến một lần để viếng thăm cũng như là cầu an luôn nha cả nhà, rất là trang nghiêm. Phúc Khang sẽ đi hết một vòng thôi, quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây, đây là phần trên sân thượng nha cả nhà. Thì có những bức tranh tượng thần đó, rất là trang nghiêm. Thì ngôi đền thờ này có tại đường Thích Quảng Đức nha cả nhà. Phường 4, quận Phú Nhuận. Đây có một cái cốc cũng thờ Ngọc Hoàng nha cả nhà. Đây một cái cốc thờ Ngọc Hoàng. Thì Phúc Khang xin phép để Phúc Khang lại xong rồi Phúc Khang quay tiếp cho cả nhà xem. Khá là bình yên nha cả nhà, khá là bình yên, khá là trang nghiêm. Rất là đẹp nữa cả nhà. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5, ngày Phật đản, Phúc Khang có đến đền Mẹ Quan Âm tại đường. Đây là với những bức tranh, bức tượng những vị thần nha cả nhà, điêu khắc rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Thì đền Mẹ Quan Thế Âm này ở đường, để Phúc Khang quay địa chỉ đường cho cả nhà xem ha. Bây giờ Phúc Khang xuống và Phúc Khang sẽ đi một vòng về chính điện. Rất là trang nghiêm luôn cả nhà. Thì cô chú nào có cầu an gì đó thì đến Thích Quảng Đường, Thích Quảng Đức, đền Mẹ Quan Thế Âm. Cây bồ đề rất là to nha cả nhà, cây bồ đề quá là to luôn.
Thì bây giờ Phúc Khang sẽ vào cái hang cốc quay cho cô chú, anh chị và các bạn cũng như quý khách cũng như quý khán giả và quý Phật tử xem. Thì cái hang cốc này có mẹ Quan Âm đứng trong hang nha cô chú, anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang thì đi rất là nhiều lần trên đây rồi. Thì Phúc Khang thấy là ngôi đền mẹ Quan Âm Bồ Tát ở đây trang nghiêm, yên tĩnh mà cũng rất là linh thiêng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang đến đây thì chủ yếu là cầu an, cầu sức khỏe cho gia đình, cho người thân cũng như quý bà con, quý Phật tử được an lành và được một sức khỏe dồi dào. Đây là đường vào hang lên trên mẹ Quan Âm đứng nha các bạn và cô chú anh chị. Nhìn rất là trang nghiêm luôn cô chú anh chị và các bạn. Thì ở đây thì ngôi đền chỉ có thờ một tượng thần và một tượng mẹ thôi, nhưng mà rất là trang nghiêm, rất là linh thiêng. Thì ngôi đền này nằm tại trung tâm thành phố, ngồi tại quận Phú Nhuận. Thì ngay tượng mẹ đứng thì xung quanh có một cái hồ nước trong xanh rất là mát lạnh luôn nha cô chú anh chị và các bạn, nước cực kỳ lạnh luôn. Thì Phúc Khang đến đây lúc nào cũng vậy, Phúc Khang xin một miếng lọc nước như vậy, Phúc Khang rửa mặt và cũng như mình vuốt tóc này nọ kia, là nói chung là người mình nó rất là khỏe, theo cảm nhận của Phúc Khang thôi. Khi mà mình xin một nước là nước lọc này, mình rửa mặt cũng như mình vuốt người á, thì cảm giác con người mình nó sẽ khỏe hẳn ra luôn á cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị các bạn nào chưa có đến thì hãy đến một lần và cảm nhận như có đúng Phúc Khang nói không nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là yên tĩnh, trang nghiêm, rất là linh thiêng. Đây là hai bên tường trong cái hang động Phúc Khang đây. Đây là một cái hồ cá, cá rất là lớn. Chú cá này tầm khoảng 3-4 kg không nha cô chú chị và các bạn. Cá rất là to. Và quý Phật tử đi chùa cũng khá là đông. Nhân dịp ngày Phật tử hai Phật đản. Thì video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Phúc Khang xin cảm qua, ơn qua đi anh chị cũng như quý khán giả để cao mà đã quan tâm cũng như đã ủng hộ kênh Phúc Khang này. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều. Phúc Khang xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong video tiếp theo. Phúc Khang xin bye bye và tạm biệt.